Dubravka hóa tội đồ của đội bóng Slovakia với một pha xử lý vô cùng bất cẩn trong trận đối đầu Tây Ban Nha. Cụ thể ở phút thứ 30, Sarabia sút bóng chạm sàn ngang của Slovakia và Dubravka chỉ cần đấm bóng ra ngoài là giải nguy thành công, nhưng không hiểu sao anh lại đưa bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân. Tình huống đá phạt lưới nhà của Martin Dubravka đã biếu cho đội tuyển Tây Ban Nha bàn khai thông thế bế tắc, đồng thời cũng đã mở ra màn thảm hại 0-5 của đội tuyển Slovakia, qua đó đành sớm dừng bước tại Euro 2020. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi người đều đã từng gặp phải những tình huống rất oai âm khiến chúng ta phải khó xử. Trong thế giới bóng đá cũng vậy, là môn thể thao vua thu hút sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ trên thế giới. Vì vậy, những tình huống hài hước khó đỡ trên sân cỏ cũng nhanh chóng được máy quay bắt lại để trở thành đề tài thu hút người hâm mộ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem lại những tình huống khó đỡ xuất hiện trên sân bóng. Trận đấu từ thiện giữa hai đội bóng gồm các ngôi sao giải trí nước Anh và đội tuyển ngôi sao thế giới Jose Mourinho được giữ vai trò dẫn dắt đội các ngôi sao thế giới gồm các danh thủ như Seedorf, Edgar Davis hay Van der Sar. Sau khi chứng kiến ngôi sao ca nhạc Olimus bên phía tuyển Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ của đội mình ở đầu trận, Mourinho bất ngờ lao từ ngoài vào sân để cản ngã anh ta. Hành động của người đặc biệt khiến các khán giả trên sân thích thú, vỗ tay tán thưởng dù ông sẽ bị phạt nặng nếu ở trận đấu bình thường. Lão tướng Aurich Aduric khiến cổ động viên thích thú với cú đá penalty đầy tinh quái, khiến thủ môn đối phương không thể cản phá dù đoán đúng hướng. Thay vì đứng cách bóng một đoạn để thực hiện chạy đà như các cầu thủ bình thường, Aduric lại đứng ngay cạnh trái bóng. Khi tiếng còi của trọng tài cất lên, lão tướng người Tây Ban Nha lùi lại một bước như thể thực hiện lấy đà, nhưng không, anh dùng ngay chân vừa bước thực hiện cú đá vào góc xa khiến thủ thành Jordi Masip không còn cách nào khác ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Trong một trận đấu không có quá nhiều tình huống nổi bật như trận Thụy Sĩ và Pháp thì những chi tiết nhỏ sẽ khiến người xem chú ý rất nhiều. Trong tình huống tranh chấp bóng giữa Berami và Griezmann, quả bóng đã bị pha tranh chấp làm hư, trận đấu sau đó đã phải tạm dừng lại để đổi quả bóng mới. Trong trận đấu giữa Uruguay và Italia tại World Cup 2014, được hàng tỷ người theo dõi trên truyền hình trực tiếp, tiền đạo Luis Suarez đã có hành động phi thể thao đối với hậu vệ Chiellini. Với khát khao giành chiến thắng để đội bóng Nam Mỹ giành quyền đi tiếp, Suarez đã dùng mọi bản năng, thủ đoạn và cả những chiêu trò nhằm đạt được mục đích tối thượng. Nhưng khi đồng hồ dần trôi về những phút cuối mà tỷ số vẫn là không đều, chân sút này đã mất bình tĩnh và xông vào Chiellini. Ở tình huống quay chậm cho thấy, Suarez đã cắn vào vai Chiellini và thậm chí anh còn cố gắng ôm răng để chứng minh vô tội. Còn nạn nhân Chiellini ôm vai đầy đau đớn. Tiếp sau đó, trung vệ Italia đã cố gắng chạy theo trọng tài để phân trần và vén áo xuống để làm bằng chứng.
Trong tư thế không bị đối thủ áp sát, Verratti bất ngờ quỳ gối, cúi người sát mặt sân và đánh đầu trả bóng lại cho thủ môn đội mình khi PSG gặp Nantes tại giải League. Tiền vệ người Italy sau đó đã bị phạt thẻ vàng vì tình huống khó hiểu của mình. Trọng tài Johan Hamel đã nhận định đó là pha bóng phi thể thao, cho rằng Verratti đã vờ ngã để lách luật trả bóng lại cho Kevin Trapp bằng đầu sau khi đón cú phát bóng từ chính thủ môn này. Trong trận đấu giữa Arsenal và Leicester, tiền đạo Alexis Sanchez đã gặp một tai nạn hài hước ở những phút cuối cùng. Ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu, tiền đạo Alexis Sanchez đã đứng sát đường biên để chặn pha ném biên của hậu vệ Christian Fuchs. Quá tức giận trong tình thế đội nhà bị dẫn trước, cầu thủ bên phía Leicester đã ném thẳng vào người Sanchez. Ngay lập tức, anh này đã ngã lăn ra và ôm mặt. Điều đáng nói là Sanchez ăn vạ và khá thô thiển khi phải mất vài giây sau khi dính cú ném của Christian Fuchs. Cầu thủ này mới ngã vật xuống sân. Tình huống này không khiến đối phương bị phạt, mà chính Suarez bị phạt thẻ vàng ở tình huống này. Sergei Ignatievic, cầu thủ kinh nghiệm dày dặn nhất của Nga, trở thành trò cười trên mạng xã hội sau pha phòng ngự khó hiểu trực tiếp dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Suarez. Trong trận đấu với chủ nhà Nga, Uruguay được hưởng quả đá phạt có góc sút rất rộng. Các cầu thủ Nga dựng hàng rào cẩn thận để ngăn chặn tình huống đá phạt nguy hiểm của Suarez. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, hậu vệ Sergei Ignatievic lại rời hàng rào, ôm lấy Edinson Cavani và xô ngã tiền đạo bên phía Uruguay. Pha bóng này mở ra khoảng trống thênh thang trước mặt Luis Suarez, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona, không ngần ngại thực hiện cú sút căng, bóng đi sệt khiến cho thủ thành Akin Fab không kịp trở tay. Jack Nicklaus, mắt cốt của trận đại chiến Liverpool-Chelsea hồi đầu năm 2006 đã để lại dấu ấn mạnh trước trận đấu. Cậu bé mang áo xanh với mái tóc màu xanh nổi bật đã gọi tên Steven Gerrard. Nhưng khi Gerrard tới bắt tay, cậu bé này lại đưa tay lên mũi tạo hình mũi lượn để trêu chọc siêu sao này. Gerrard mỉm cười vỗ nhẹ vào má cậu bé và bước đi. Tình huống này theo như huyền thoại Liverpool mô tả trong cuốn tự truyện của mình là lần duy nhất anh mỉm cười trong đường hầm trước một trận đấu. Trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Augsburg tại Europa League, Klopp đã cho thấy khả năng chơi bóng của ông vẫn còn rất mượt với một tình huống xỏ háng cậu học trò Firmino trên sân tập. Cụ thể, trong lúc đang khởi động làm nóng người, Firmino đã không biết sự hiện diện của ông thầy người Đức đang đứng phía sau. Và rồi anh đã dễ dàng để cho vị thuyền trưởng của Liverpool thực hiện một pha xỏ háng gọn gàng. Sau tình huống này, Firmino đã đứng hình trong giây lát trước khi nở một nụ cười trừ đầy ngượng ngùng với ông thầy. Đừng nên khinh thường khả năng chơi bóng của các huấn luyện viên. Họ có thể làm những điều mà đến các cầu thủ chuyên nghiệp trên sân cũng khó mà làm nổi. Từ một tình huống đá bóng ra biên khá vừa tầm, huấn luyện viên này đã ngay lập tức có cú sút bóng từ khoảng cách cực xa. Bóng đã bay chuẩn xác vào khung thành trong sự phấn khích của vị huấn luyện viên tài năng.
Vừa rồi là những tình huống rất hài hước nhưng cũng rất khó trong bóng đá. Tuy vậy, dù ít dù nhiều, nó cũng mang lại cảm giác giải trí cho người hâm mộ bóng đá thế giới. Và đó là một phần không thể thiếu của bộ môn thể thao vua này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.